Xin mời nhà gái. Mời nhà trai. Rồi mời nhà gái giới thiệu về mình nào. Xin chào MC Ngọc Lan, xin chào anh Quyền Linh ạ, và chào anh bạn bên kia. Chào tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình. Em tên tự giới thiệu, em tên là Cù Thị Thương. Năm nay em 46 tuổi, em đến từ Thừa Thiên Huế. Và hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại quận 12 thành phố Hồ Chí Minh ạ. Mình làm việc gì hả chị Thương? Dạ, em làm phát triển mẫu cho một công ty xuất nhập khẩu mà em làm tổ trưởng. Rồi mời bạn trai giới thiệu về mình. Xin chào quý vị, chào anh Quyền Linh. Em là Nguyễn Đức Thái, em sinh năm 1977. Hiện tại thì em đang ở Bến Cát, Bình Dương, em buôn bán nhỏ lẻ thôi ạ. Thái hả? Vậy cùng năm sinh bên kia rồi. Quê Thái là ở đâu? Quê gốc của em là Hưng Yên đấy. Hưng Yên. Bây giờ Thái làm công việc gì? Em buôn bán nhỏ lẻ ba cái thứ như thế này thôi, giò chả trứng. Buôn bán giò chả này kia đó hả? Bán ở đâu vậy Thái? Ngay chợ Bến Cát, Bình Dương anh. Chợ Bến Cát ngay chợ luôn. Chợ Bến Cát thì quận 12, đi qua đó cũng không xa đâu. Nhà gái cho tôi biết ưu điểm khuyết điểm đi. Dạ, ưu điểm của em thì hiền và rất là hay giúp đỡ mọi người. Còn khuyết điểm của em thì em hay chậm chạp, với lại là em không biết nấu ăn. Còn Thái, ưu điểm khuyết điểm gì? Em thì ưu điểm thì chỉ hòa đồng với mọi người, nhưng mà khuyết điểm thì hơi luộm thuộm. Thái sống với ai mà hơi luộm thuộm? Em sống với các con em thôi, nhưng các con thì lớn hết rồi. Sống với các con hả? Mấy đứa con? Em được hai cháu trai lớn rồi, cháu lớn năm nay 24 tuổi, cháu nhỏ 22. Thái có gia đình bao lâu rồi? Em có vợ từ năm 99. 99. Sau ly hôn từ 2009. 2009 năm nay là cũng ly hôn lâu rồi. Lý do sao hai đứa con lớn vậy ly hôn vậy? Tức là vì hoàn cảnh làm ăn kinh tế nó lúc trước không theo ý mình ấy. Làm ăn thất bại đó. Thất bại đó. Rồi bà xã chia tay hả? Gà trống nuôi con. Dạ em chào anh. Ủa nãy giờ em qua anh không thấy. Vậy là mình một lần đò rồi ha anh? Làm ta giật mình. Nó con này chứ cũng nhát lắm. Ngồi nãy giờ về không? Sao vậy? Không dám nhìn ai chứ mắc cỡ. Vậy thôi đúng không Thái? Mắc cỡ ha. Lần đầu tiên em ngồi đối diện đông người như vậy. Anh ngồi thẳng lên nè, thẳng thớm lên cho nhìn mạnh mẽ nè. Chứ dày rồi yếu đuối quá rồi làm sao mà bảo vệ được cho bạn gái. Vậy thôi chứ đụng cái bạn gái thì biết. Nhỏ nhỏ con chứ dữ lắm à. Bao lâu rồi anh chưa có bồ? Cũng có người tới mình nhưng mà không chia sẻ được cái hoàn cảnh của mình. Cái con nó còn nhỏ quá, xong người ta không chia sẻ nó. Nên cũng thôi phải chấp nhận thôi. Nhưng mà ý em hỏi là bao lâu rồi chưa có bồ á? Mấy năm rồi? 6-7 năm gì đó. Thôi bây giờ có bồ là vừa rồi. Giờ còn nhớ có bồ làm gì không? Nhớ không? Thì coi là chúng ta mình cũng lớn tuổi rồi thì no cho nương tựa cho nhau thôi, lúc xế chiều rồi cũng không lớn cũng không già. Nương tựa thôi đúng không? Hứa à? Rồi. Nương tựa thôi. Anh hiền lắm. Chào em gái. Dạ chào anh Kiều Linh. Bên kia có hai người con lớn rồi, 22, 24 rồi, còn em sao? Dạ em cũng có một bé trai năm nay 23 tuổi. 23 tuổi. Em với ông xã là chia tay lâu chưa? Dạ chia tay lâu rồi anh Quyền Linh, anh chia tay nay 2010. Rồi từ đó giờ có một mối tình dắt dai nào nữa không? Cũng có tìm hiểu nhưng mà không thành thì thôi. Rồi bây giờ nè, em muốn có một người chồng lý tưởng như thế nào? Một người chồng của em trước tiên phải thấu hiểu và phải biết quan tâm chia sẻ. Phải là một người đàn ông trụ cột của gia đình. Em giờ em có lo cho ai nữa đâu? Dạ không, em không có lo cho ai. Em ở với ai? Dạ em ở một mình. Một mình luôn? Dạ. Còn con là ở với... Con em hiện tại đang làm việc và sinh sống ở Đà Nẵng. Em ở mình quận 12? Dạ. Đó là mình ở nhà trọ hay là nhà của mình? Dạ, nhà của em. Nhà của em luôn? Dạ. Giỏi quá, vậy cũng có nhà riêng rồi. Nhà đó bán chả lụa được không? Sale được không? Sale được không? Em không có duyên buôn bán nên anh Linh. Có người khác vô bán vô xí nghiệp. Vừa bán em vừa cho hết rồi. Không có người cho nữa à. Rồi đó, yêu cầu nhà gái đơn giản vậy, nhà trai thấy sao? Vâng, em thì cũng đơn giản thôi mà. Được không? Được. Đáp ứng nhu cầu của nhà gái vậy được không? Được ạ. Được. Anh giờ anh có nhu cầu bạn gái như thế nào? Cao to mà mập ốm làm sao? Nói chung là cũng bình thường, mình người dân dã bây giờ cũng không đòi hỏi được gì hơn nữa. Cứ thế nào thì nếu mà hợp nhau thì là tốt nhất. Em nói này hơi tế nhị chút, anh hơi nhỏ con. Ví dụ bạn gái bự con hơn anh thì được không? Được không ạ? Được, được đúng không? Không sao đúng không? Làm lại không? 6-7 năm mà quên rồi. Không về gây lộn quýnh lại không? Anh lên chương trình này con anh biết không? Không. Không hả? Không biết hả? Là phát sóng xong con mới biết đúng không? Mà em cũng ngại vì sợ không thành đi, mình đi không nói bài ấy. Nhưng mà nó cho lấy vợ không? À, nó thì muốn lắm nhưng mà mình thì chưa có thôi. À, nó muốn rồi ha. Con gái đi với ai? Dạ em đi với mấy bạn đồng nghiệp, chị sếp của em với lại em gái em. À rồi. Rồi chào nhà gái. Đầu tiên giờ em ruột chia sẻ trước đi. Dạ. Chào anh Quyền Linh và chào chị Ngọc Lan. Dạ. Em là Tưởng, em là gái ruột của chị Thương. Em thấy anh bán chao lụa được không? Anh nó thì thấy hiền, hơi nhỏ con cũng được, nhưng mà quan trọng ở đây chị em thôi, chứ còn em thì chỉ có góp ý thôi chứ cũng không... Miễn chị đi lấy chồng là mừng rồi hả? Rồi nhờ sếp đi, sếp thấy sao nè? Em xin chào ông mối Quyền Linh và chị bà Mai Ngọc Lan. Dạ. Và các quý vị khán giả. Em là nói sếp chứ cũng là chị em thôi, với lại Thương thì tính cách của Thương thì cũng hơi mạnh mẽ đó, nên thấy anh bên đây thì cũng hơi vẻ nhút nhát quá. Hương cũng thấy là ảnh thì hiền thôi chứ không vấn đề gì. Đã đến đây thì giống như là mình có một cái duyên vậy đó, thì nếu mà được thì tùy theo cái cảm nhận của Thương thì cho nhau cơ hội. Cảm ơn chị. Mình đi với ai vậy anh? Em đi một mình. Có ông Mai ổng lo cho anh. Anh đừng lo gì hết, anh chỉ việc ngồi thẳng lưng lên thôi, nhìn thẳng vô mặt bạn gái nha. Mở ra, bắt đầu đi. Gặp bạn gái nói lớn lên. Chào anh. Em cũng có món quà tặng. Cảm ơn nhé. Kính thưa quan viên hai họ, thật ra tôi có thông tin là nhà gái có đem theo cái hình mẫu lý tưởng của mình. Ủa thế đó? Dạ, có đem hình theo minh họa. Dạ, để giờ tôi mở ra cho mọi người biết được hình mẫu lý tưởng của nhà gái ạ. Đây ạ. Ai ạ? Trời ơi. Cái gì? Dạ đây ạ, hình mẫu lý tưởng. Anh Linh là em rất là ngưỡng mộ anh nên em... Trời ơi. Đây là hình mẫu lý tưởng của nhà gái. Hình mẫu lý tưởng là Quyền Linh đó hả? Dạ. Trời ơi, tội nghiệp không? Sao? Tại tôi ăn nhiều tôi hơi mập thôi. Bán chả lụa mà không chịu ăn cho nó mập lên. Quên chả lụa tặng ai? Sắp tiền chi rồi cào để đây nữa. Anh tặng em. Cảm ơn. Hoa kèm chả lụa. Đó. Vừa có tinh thần mà chưa có vật chất luôn. Thấy thật thà chất phác không? Này em nói thiệt nghiêm túc. Đây là đẹp trai hơn đây. Đây là tại vì cũng hơi khổ cho nên là hơi thiếu ăn. Còn đây sướng. Không có sướng. Ăn nhiều được khán giả cho đồ ăn nhiều lắm. Cho nên là tôm thôi cơ mà. Em đang ngưỡng mộ anh là tính anh vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình đó. À, anh vui lắm, gì cũng vui chứ. Vấn đề là vui lên là được, cười tươi lên nào. Nói thêm cái gì mà... Em có thể lo cho ảnh chừng vài tháng anh sẽ mập nha. Rồi, được rồi. Bây giờ về đi nói chuyện nào. Rồi, mời hai anh chị về chỗ nào. Để coi Thái nhận món quà gì đây nè. Coi bạn gái nhận cái gì đây nè. Bóp tiền đây. À, bán chả bỏ đó nha. Dạ, em cảm ơn. Nó Thái thấy bạn gái bên kia sao nè? Nói chung là cũng được em ơi. Anh à? Cũng được ha? Dạ. Thấy hợp lý không? Được ạ. Em thấy anh Thái bên đây sao? Em thấy anh hiền. Anh hiền á, đi khô à. Này ta mua xong ta đưa thiếu tiền chạy chứ con không dám nói luôn á. Hẹn hò sao đó? Thái, nói đi Thái. Dạ. Tức là anh thì anh chấp nhận vui vẻ, nó hoàn cảnh thì của anh thì là như vậy rồi. Nếu mà em chấp nhận hoàn cảnh của anh được thì mình có thể tiến tới hôn nhân được thì là tuyệt vời, còn không được thì anh cũng phải chấp nhận thôi. Đấy là ý của anh, chỉ thế thôi. Dạ. Hẹn hò sao đó? Một tuần gặp mấy lần? Thái nói đi Thái. Thì em thôi, em đâu mà có quyết định, nếu đồng ý thì bao một tuần mấy lần thì cũng được mà. Em thì cái đấy thì cũng đơn giản mà, em làm nghề tự do mà. Mình là phải chủ động nha Thái nha. Vâng. Được hay không là do Thái đó. Vâng. Cứ mỗi tuần tặng cây chả là ok thôi. Vâng. Nha. Được không? Được anh. Được, cây chả kèm theo bánh mì chứ phải tặng chả không rồi bắt tao mua bánh mì nha. Được không? Được ạ. Đó. Nếu bây giờ mình lấy nhau về thì yêu cầu của Thái làm sao? ở Bình Dương hay là ở quận 12? Thì nói chung là bây giờ em thì cũng chưa có nhà ở đây. Em nhà quê, nếu mà ở Bình Dương hay là quận 12 thì cũng như nhau cả thôi. Tùy thôi. Nói chung là nếu mà tới được với nhau thì tùy em quyết định thôi. Chịu làm rễ không? Quận 12 không? Được mà. Thế là em di chuyển, ví dụ có về quận 12 hay là... Thì nói đi, nói em đồng ý thôi. Thì anh về. Nếu em đồng ý thì là được thôi mà. Nếu đồng ý thì anh về bán trả nhà em luôn. Được không? Được ạ. Em hỏi đi chứ anh bên luôn. Đây người ta được hay không? Anh thì anh đồng ý mối tình, mà nếu mà chấp nhận mối tình với em, nhưng mà em có chấp nhận mối tình với anh không? Thôi đứng gần đây nói cho nó nghe đi Huy. Nói tôi phiên dịch hoài mệt quá. Anh nè. Nhìn thẳng đây nè, nói vụ gì đó, về nhà em bán trả gì đó nói đi. Bây giờ hoàn cảnh của anh như vậy thì anh muốn em mà nếu được đồng cảm với cảnh ngộ với anh được thì mình chia sẻ, còn đấy là tùy em quyết định thôi. Dạ. Chúc nên lúc ông sẽ trả lời cho anh. Vậy thôi đó. Danh vậy gắn nghị. Vậy đó. Ông hiền quá trời đất luôn. Của Thái hồi xưa, Thái đi cưới vợ cô người bồ sao Thái? Hồi xưa là nhờ người lớn hỏi hộ. Nhờ người lớn hỏi hộ à. Bây giờ nè, Thái về nhà, Thái sẽ lo chuyện gì cho vợ nè, Thái nói đi. Em thì nói chung là mình sống sao thì vợ sống vậy thôi, bình dân thôi mà. Không, tức là Thái làm gì giờ phụ vợ nè, thí dụ giờ thì về nhà thương nè. Thì nếu vợ kêu làm gì thì cứ làm theo ý với vợ thôi. Cũng thuận lợi đó Thương. Bây giờ mà vợ kêu vào 3 ra 7 thì có làm được không? Thôi, chuyện nó khó quá. Chứ nó khó quá, bỏ qua. Bỏ qua. Phải bồi dưỡng nó chứ Thái, phải ăn uống cho nó mập mạp lên chút xíu nha. Nhưng mà thấy thương sao? Được anh ạ. Được hả? Được là đường sao? Thấy thương, có thấy thương không? Có. Có. Hiền quá. Trời ơi, tôi khổ không quá. Thật ra nãy giờ anh hỏi để cho Thương nghe đó. Dạ. Rồi còn quyền quyết định của Thương thôi. Ha? Dạ. Thôi mình để tay nút bấm đi nào. Mời hai anh chị để tay vào nút bấm. Thương Thái. Thưa hai anh chị, nãy giờ chúng ta đã trao đổi. Thái thương Thương, không biết Thương có thương Thái. Thương có thương Thái hay không thì không biết, nhưng thấy thương là thấy thương rồi. Thưa hai anh chị, nãy giờ chúng ta đã trao đổi với nhau khá nhiều. Chúng ta cũng đã nắm tay nhau, va chạm cảm xúc với nhau rồi. Bây giờ thì hai anh chị chỉ có việc là nhắm mắt lại, cảm nhận lại tất cả những gì chúng ta đã trao đổi. Cảm nhận là làn hơi mà chúng ta đã ở gần nhau, để xem chúng ta có đi cùng nhau đến cuối cuộc đời hay không. Quyền quyết định nằm ở hai anh chị. Hai anh chị sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1, 2, 3. Hết thời gian. Thiệt là mình cũng hiểu được cái suy nghĩ của Thương. Thật ra Thương cũng lo đúng không? Thương muốn người làm trụ cột. Đúng rồi. Anh Thái thì hiền quá, cho nên là cái vấn đề là mạnh mẽ trong gia đình, trụ cột trong gia đình, nên chị Thương bị lo là anh Thái không đảm nhận được. Đúng rồi. Thật ra Thái ít nói quá, không thể ấy được.